Chào mừng quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Người theo dõi video của em chưa có đăng ký kênh, xin vui lòng ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video em lên hàng ngày ạ. Người có nhu cầu tư vấn đặt hàng thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin vào số Zalo 0948 241 055 để em được tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Ngày hôm nay thì em sẽ lên mã áo sơ mi dài tay, toàn bộ là hiệu của Hàn để gửi tới các chú ạ. Tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 150k một sản phẩm ạ. Người mua từ 2 sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng, còn mọi người mua 1 sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 23.000 ạ. Tất cả các sản phẩm này cũng đều được em giặt là kỹ lưỡng rồi ạ. Người có thể nhận hàng và sử dụng luôn cũng được ạ. Mọi người lưu ý giúp em là mọi người cố gắng nghe rõ cái thông số để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm vừa vặn ưng ý nhé. Tránh trường hợp nhận hàng thì không vừa và đổi trả thì rất mất thời gian cho em ạ. Mong mọi người hết sức thông cảm giúp em. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm. Mã đầu tiên em lên là mã F1, vai 47, bụng 56 và dài 74. Vai 47, bụng 56 và dài 74. Một em A sơ mi kẻ ô phối màu đỏ nha các chú nhé. Cái gam màu rất là trẻ trung. Em này sẽ thiết kế túi ngực đây ạ. Phần túi cũng sẽ được may cái logo tag mark của hiệu này. Em này form size 95, tương đương với form size M nhá. Vạt em này sẽ là vạt lượn nhẹ một chút xíu ạ. Chất nó sẽ là 100% cotton, rất là mềm mại ạ. Một em tag mark của Hàn và có hai cúc phụ đi kèm đây ạ. Vai 47, bụng 56 và dài 74. Cái màu này, gam màu này thì các chúng mình mặc nên rất là trẻ trung nhá. Chất của nó siêu mềm mại ấy. Giá 150.000 các anh chú nhé. Mọi người mua từ 2 mã thì em sẽ miễn phí ship. Mã F2, vai 43, bụng 50 và dài 72. Vai 43, bụng 50 và dài 72 ạ. Một em sơ mi hiệu của nhà Uniqlo các chú này. Em này sẽ thiết kế túi ngực nhé. Màu trắng và phối kẻ sọc xanh này. Chất siêu đẹp luôn. Em Uniqlo chất rất là mềm mượt. Vạt nó sẽ là vạt lượn nhẹ một chút xíu thôi các anh chú ơi. Một em Uniqlo. Em này thì là tag mark của Nhật nhé các chú nhé. Một em Uniqlo của Nhật ạ. Vai 43, bụng 50 và dài 72. Cái gam màu này thì rất là dễ mặc này, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhá. Mình mặc màu này nên rất là tôn da và trẻ trung các anh chú ạ. Vai 43, bụng 50 và dài 72. Mã F3. Vai 50, bụng 58 và dài 79. Vai 50, bụng 58 và dài 79 ạ. Một em sơ mi họa tiết, màu sắc vô cùng đẹp nhã nhặn các chú nhá. Em này sẽ có túi ngực đây ạ. Em này thuộc form size M ạ. Chất của em này thì là chất cotton nhá. Vạt nó sẽ là vạt lượn ạ. Em này thì dành cho các chú mình từ 65 đến 75 cân. Họa tiết nó phối cực kỳ đẹp, nhã nhặn vô cùng các anh chú ơi. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Mọi người có thể quan sát cái họa tiết của em này. Rất là nhã đúng không ạ? Vai 50, bụng 58 và dài 79 ạ. Giá 150.000 các chú ơi. Độ mới trên 90% nhá. Em này mới đến 95-97% cho em ạ. Mã F5. Vai 49, bụng 58 và dài 76. Vai 49, bụng 58 và dài 76 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu xanh than các chú nhá. Có logo được thêu ở phần trước ngực ạ. Một em hiệu nhà Binpole nhé. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Hàn. Form size 110, tương đương với form size XL ạ. Cái màu xanh than thì cực kỳ dễ mặc rồi ạ. Vạt nó sẽ là vạt lượn này. Những cái em này cũng rất là tiện ích. Các chú mình sử dụng vào mùa này này, có thể sử dụng làm áo chống nắng. Hoặc là sắp đến mùa thu rồi, những cái em dài tay này thì cũng rất là phù hợp ạ. Đây tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Vai 49, bụng 58 và dài 76 ạ. Chất nó rất là mềm mại các chú ơi. Chất cotton siêu mềm mại. Lên mã F6. Vai 46, bụng 52 và dài 74. Vai 46, bụng 52 và dài 74. Một em sơ mi với tông nền màu xanh và phối kẻ ô nhí nhé các chú nhé. Một em Uniqlo form size M ạ. Có thiết kế túi ngực này. Chất Uniqlo thì rất là mềm mại. Rất là mềm và thấm hút mồ hôi nhé. Vạt nó sẽ là vạt lượn này. Em này thì dành cho chú mình từ 60 đến 70 cân thì mặc đẹp nhé. Độ mới cao, mới trên 90% cho em ạ. Tag mark của nó đây, cúc phụ đi kèm đầy đủ nhé. Vai 46, bụng 52 và dài 72. Cái tông màu thì rất là dễ mặc, cái tông màu cơ bản rồi các chú ơi. Ai là tín đồ của sơ mi thì đừng bỏ lỡ cái gam màu này nhé. Em lên mã F7. Vai 41, bụng 46 và dài 70. Vai 41, bụng 46 và dài 70. Một em sơ mi kẻ ô này các chú này. Em này thuộc form size 95, tương đương với form size M nhé.
có thiết kế túi ngực, phần túi sẽ có cúc cài này. Phần túi của em này thì sẽ được phối cái màu xanh than. Phần túi và phần vai của em này thì sẽ được phối màu xanh than ạ. Còn toàn bộ thân áo là sẽ là kẻ caro nhá. Tông màu rất là nhã nhặn đấy chú ạ. Em này thì thuộc form size M thôi ạ. Vạt sẽ là vạt lượn này. Đa phần là những cái em sơ mi này nó sẽ thiết kế vạt lượn. Chỉ một số những cái mã áo họa tiết thì nó mới thiết kế vạt ngang ấy chú ạ. Tag mark và cúc phụ đi kèm nhá. Chất cốt tông rất là mềm mại các chú ạ. Cái tông màu này thì cũng rất là trẻ trung, rất là nhã nhặn và trẻ trung ạ. Vai 41, bụng 46 và dài 70. Em lên mã F8. Vai 48, bụng 55 và dài 76. Vai 48, bụng 55 và dài 76. Một em áo jean các chú ạ, một em áo jean hiệu của nhà Uniqlo, form size L nhá. Em này cũng sẽ thiết kế cổ tàu đây ạ. Chất của nó sẽ rất là mềm mại, chất jean cực kỳ mềm, màu sắc cũng rất là trẻ trung này. Thì các chú mình thích cái phong cách trẻ phóng khoáng ấy, thì mình chọn em này nhá. Vạt nó sẽ là vạt lượn nhá. Chất jean cực kỳ mềm mại các chú ơi. Tang mác và cúc phụ đi kèm đầy đủ đây ạ. Vai 48, bụng 55 và dài 76 nhá. Em này thuộc form size dành cho các chú mình phải từ 65 đến 75 cân thì mặc vừa đẹp em này. Cái màu jean của nó là màu sáng màu ấy, mặc nên cực kỳ trẻ ạ. Mã F9, vai 45, bụng 53 và dài 75. Vai 45, bụng 53 và dài 75. Một em áo sơ mi với tông màu xanh trứng sáo nhá các chú nhá. Em này sẽ thiết kế túi ngực ạ. Chất của em này thì siêu đẹp luôn, rất là mềm, suôn mượt cực kỳ ạ. Mọi người cứ nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán cho em nhé. Em này thì em thấy không khác gì một em áo mới luôn, độ mới cao. Màu sắc thì cũng rất là tôn da này, rất tôn da và trẻ trung, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhé. Chất siêu siêu đẹp luôn các anh chú ơi. Vai 45, bụng 53 và dài 75 ạ, giá 150 ngàn ạ. Mã F10, vai 47, bụng 54 và dài 80. Vai 47, bụng 54 và dài 80. Một em sơ mi với tông nền màu be nhé các chú nhé. Em này sẽ thiết kế túi ngực này. Phần cổ này nó sẽ thiết kế rất là đứng áo, đứng cổ, cực kỳ lịch sự luôn ạ. Thương hiệu của London nhé các chú nhé. Cái tông màu này thì phù hợp với các chú mình ở tuổi trung niên ấy. Các chú mình mặc phối với quần jean hoặc quần tây bận sơ vin vào. Mình có thể mặc đi tiệc này, đi dự đám cưới này. Cực kỳ lịch sự luôn các chú ạ. Vai 47, bụng 54 và dài 80 ạ. Mã F11, vai 46, bụng 55 và dài 76. Vai 46, bụng 55 và dài 76. Một em sơ mi phối kẻ sọc các chú nhé. Một em hiệu của nhà Uniqlo form size L này. Nó sẽ thiết kế túi ngực đây ạ. Chất của nó thì rất là mềm mại và suôn mượt. Các chú mình bận vào mùa hè cũng không hề sợ nóng đâu ạ. Cái chất này nó rất là mềm và mát. Và nó sẽ thiết kế vạt lượn các chú ơi. Tag mark và hai cúc phụ đi kèm đầy đủ nhé. Vai 46, bụng 55 và dài 76 ạ. Cái tông màu này mặc lên thì cũng cực kỳ trẻ trung đấy ạ. Nên lên mã F12. Vai 47, bụng 53 và dài 74. Vai 47, bụng 53 và dài 74. Một em sơ mi màu xanh than và được phối kẻ sọc đấy ạ. Em này thì xét thiết kế cổ chữ V này, form size L nhá. Màu của nó thì cũng rất là nhã nhặn. Vạt em này sẽ thiết kế vạt ngang ạ. Vạt ngang không có xẻ vạt đâu ạ. Tắc mắc của Hàn đây ạ. Cái màu này thì cũng rất là phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên nhé. Nó rất là nhã nhặn luôn. Độ mới cao cho em nhé. Em này cũng mới 90-95%. Vai 47, bụng 53 và dài 74 ạ. Giá 150 ngàn các chú ơi. Em lên mã F13. Vai 51, bụng 61 và dài 81. Vai 51, bụng 61 và dài 81 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu đỏ và được phối với kẻ ô nhí nha các chú nhé. Em này thì hiệu của nhà Van này, một thương hiệu của Hàn nhá, form size L các chú ạ. Có túi ngực đây nhá. Chất 100% cốt tông, rất là mềm mại ạ. Vạt nó sẽ là vạt lượn này, em này cũng thuộc form size to đấy, form size L. Khá là to rộng rãi nhá. Dành cho chú mình phải từ 75 đến 85 cân. Các chú mình mặc bận sơ vin vào. Cái màu này thì rất là tôn da nhá, rất là tôn da và trẻ trung các chú ạ. Vai 51, bụng 61 và dài 81 ạ. Cái màu đỏ thì rất là trẻ trung. Độ mới cao nhé, trên 90% cho em ạ. Chất cốt tông rất là mềm mại các chú ơi. Em lên mã F14. Vai 52, bụng 58 và dài 77. Vai 52, bụng 58 và dài 77 ạ.
một em sơ mi phối kẻ ô với tông nền màu đỏ đô, màu đỏ trầm nhá. Em này hiệu của nhà Valentino này, form size 105. Form size 105 cũng tương đương với form size XL đấy ạ. Có túi ngực nhá. Em này cái màu của nó, tông màu của nó rất là nhã nhặn nhá. Nó không hề rực rỡ đâu, nhưng mặc lên cực kỳ sang luôn ạ. Vạt nó sẽ thiết kế vạt lượn này, độ mới cao, mới 90-95% cho em nhé. Một em Uniqlo. Tác này, này bị mờ mất chữ, nhưng mà em thấy chất liệu của nó thì vẫn ok nhá. Đây tông màu mọi người có thể quan sát này. Màu này cực kỳ sang luôn cái chú này. Vai 52, bụng 58 và dài 77 ạ. Nhớ lên mã F15. Vai 46, bụng 54 và dài 82. Vai 46, bụng 54 và dài 82. Một em sơ mi với cái tông nền màu ghi và được phối kẻ sọc nhé các chú nhé. Có túi ngực đây ạ. Chất của em này cũng cực kỳ mềm mại luôn. Em này cũng form dáng slim fit này. Tác mác được may ở phần cổ nhé. Cái tông màu rất là nhã nhặn. Form dáng slim fit, vạt đuôi tôm. Thân sau thì nó sẽ có may hai cái đường ly chít eo này. Đó, những cái em này thì cái chú mình mặc bận sơ vin vào nhá. Cực kỳ nhã nhặn và lịch sự luôn cái chú này. Độ mới cao cho em nhá. Em này cũng mới 90-95% ạ. Chất nó rất rất mềm cái chú ạ. Mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán nhá. Mặc không hề sợ nóng đâu. Mình mặc mùa hè, mặc đi làm ở môi trường công sở hoặc là mặc đi chơi cũng rất là ok các chú nhá. Tang mác và cúc phụ đi kèm đầy đủ. Vai 46, bụng 54 và dài 82 ạ. Giá 150.000 thôi ạ. Mã F16, vai 45, bụng 53 và dài 72. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Một em sơ mi với tông nền màu xanh nhạt nhá các chú nhá. Cổ nó sẽ thiết kế cổ tàu, form size 105 tương đương với form size XL ạ. Có túi ngực đây ạ. Em này thì chất của nó rất là mềm mại. Màu sắc thì cực kỳ trẻ trung. Form size XL ạ. Vạt nó sẽ vạt lượn này các chú này. Em này thì cái tay của nó sẽ thiết kế tay cộc nhá. Tay cộc này thì các chú mình có thể là sắn tay áo này, hoặc là mình có thể đeo trang sức, đeo đồng hồ ấy, thì nó có thể khoe ra. Rất là đẹp và trẻ trung. Cái phong cách cực kỳ trẻ trung đấy ạ. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Chất của nó thì cực kỳ mềm mại nhá các chú nhá. Chất nó giống kiểu chất jean ấy, nhưng mà nó là kiểu jean giấy ấy, cực kỳ mềm mại luôn. Màu sắc thì rất là trẻ trung này. Giá 150.000 ạ. Mã F17. Vai 42, bụng 44 và dài 67. Vai 42, bụng 44 và dài 67 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu xanh than. Em này thuộc form size M ạ. Chất của nó thì cũng rất là mềm mỏng mát nhẹ nhàng nhá. Thân trước và thân sau của em này thì nó sẽ may hai cái đường ly chít eo này các chú ơi. Độ mới cao nhá, em này cũng mới 95-97% cho em ạ. Vạt sẽ là vạt lượn nhẹ một chút xíu thôi ạ. Tác mác và cúc phụ đi kèm đầy đủ. Cái tông màu này thì rất là dễ mặc, phù hợp với nhiều lứa tuổi này. Nó rất là nhã nhặn. Vai 42, bụng 44 và dài 67. Nên lên mã F18. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Một em sơ mi với tông nền màu xanh than nhé các chú nhé. Em này thì sẽ thiết kế hai túi ngực hai bên. Túi sẽ có nắp túi đấy ạ. Form size XL các chú ơi. Hiệu của nhà IK này. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông rất là mềm mại nhé. Vạt sẽ là vạt lượn. Tác mác và cúc phụ đi kèm đầy đủ đấy ạ. Đây cái tông màu này rất là sang. Và em này thì sẽ có hai cái túi ngực đấy. Các chú mình mặc lên phong cách rất là trẻ trung ạ. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Form size XL. Thì các chú mình phải từ 65 đến 75 cân. Em lên mã F19. Vai 49, bụng 57 và dài 82. Vai 49, bụng 57 và dài 82. Một em sơ mi với tông nền màu be ạ. 100% cốt tông đấy các chú ơi. Thương hiệu của Italia nhá. Chất của nó siêu đẹp luôn. Chất của nó rất là mềm mại nhá. Chất cốt tông cực kỳ mềm. Vạt nó sẽ là vạt lượn. Vạt lượn đằng sau sẽ trùng hơn vạt trước đấy ạ. Tuy nhiên các chú mình mặc em này thì cứ bận sơ vin vào, cực kỳ sang luôn. Có túi ngực nhá. Cái tông màu be này phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên ấy. Các chú mặc lên thật rất là sang và trẻ trung. Độ mới cao cho em nhá. Đây. Đấy, cái tông màu này nên mặc lên thì rất là tôn da nữa các chú ạ. Chất cốt tông thì cực kỳ mềm mại rồi.
vai 49, bụng 57 và dài 82, giá 150.000 cho một em hàng hiệu thôi ạ. Mã F20, vai 42, bụng 55 và dài 68. Vai 42, bụng 55 và dài 68 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu xanh da trời này, cái chú này, hiệu của nhà Uniqlo, form size XL nhá. Nó thiết kế cũng đơn giản thôi ạ. Màu này thì rất là trẻ trung nhá. Vạt nó sẽ là vạt lượn này. Em này thì dành cho các chú mình từ 55 đến 65 cân. Mặc rất là trẻ trung ạ. Chất của nó thì rất là mềm mại. Chất Uniqlo thì các chú mình cũng biết rồi đấy ạ. Độ bền cao, rất là mềm mại nhá. Tắc mác và cúc phụ đi kèm đầy đủ. Vai 42, bụng 55 và dài 68. Giá 150.000 cho những em hàng hiệu này. Các chú mình mua mới những cái em sơ mi dài tay này thì rất là đắt đỏ đấy ạ. Em lên mã F21. Vai 52, bụng 61 và dài 79. Vai 52, bụng 61 và dài 79. Một em sơ mi phối kẻ ô nha các chú nhá. Em này thuộc form size 105, tương đương với form size XXL. Có túi ngực đấy ạ. Phần túi cũng sẽ được may cái logo tắc mác hiệu này. Chất cốt tông, chất này thì cũng khá là dày dặn nhá. Các chú mình có thể sử dụng làm áo chống nắng này, hoặc mình mặc vào mùa thu, rất là phù hợp. Vạt nó sẽ thiết kế vạt lượn nhá. Cái tông màu của nó thì cũng rất là nhã nhặn ạ. Em này thuộc form size to. Cúc phụ đi kèm đấy các chú nhá. Mã F21, vai 52, bụng 61 và dài 79 ạ. Em này thuộc form size XXL nhá các chú ơi. Đây, cái tông màu của nó thì cũng rất là trẻ trung, nhã nhặn ạ. Em lên mã F22. Vai 57, bụng 58 và dài 75. Vai 57, bụng 58 và dài 75. Em này thì nó sẽ thiết kế vai trễ xuống một chút xíu ạ. Cái tông màu của nó thì cũng rất là nhã nhặn này các chú này. Và phù hợp với chú mình từ 50 tuổi trở lên, 45-50 tuổi trở lên ấy. Mà cái tông màu này rất là phù hợp. Chất của em này thì cũng sẽ là chất kiểu như chất dạ, chất dệt nhá các chú nhá. Chất này thì khá là dày dặn ạ. Đó, các chú mình có thể làm áo chống, sử dụng làm áo chống nắng này, hoặc làm áo thu đông, cực kỳ phù hợp luôn. Cái màu sắc của nó thì rất là nhã nhặn. Một em tắc mác của Hàn. Vai 57, bụng 58 và dài 75 ạ. Giá 150.000. Em lên mã F23. Vai 46, bụng 55 và dài 75. Vai 46, bụng 55 và dài 75. Một em sơ mi với tông nền màu xanh ghi và được phối với chấm bi nhé các chú nhé. Chất nó rất là đẹp luôn, chất cực kỳ mềm. Một em hiệu Polar Ham này, form size 110, tương đương với form size XXL, có túi ngực đấy ạ. Chất của nó rất là mềm mại các chú ơi. Vạt nó sẽ thiết kế vạt lượn nhé. Cái tông màu này mặc lên thì cũng rất là nhã nhặn. Một em tắc mác của Hàn và có hai cúc phụ đi kèm đầy đủ đây ạ. Vai 46, bụng 55 và dài 75. Chất nó siêu mềm mại luôn các chú ạ. Em lên mã F24. Vai 45, bụng 51 và dài 75. Vai 45, bụng 51 và dài 75. Và một em sơ mi với tông nền màu ghi nhé các chú nhé. Tắc mác được may ở phần cổ đây ạ. Form size 105. 105 tương đương với form size XL. Chất 100% cốt tông nhé. Hoặc túi ngực, phần túi cũng sẽ được may cái logo hiệu này. Vạt em này sẽ là vạt lượn, form dáng slim fit. Đằng sau nó sẽ có hai cái đường may chít ly này các chú ơi. Chất nó cực kỳ mềm và suôn mượt luôn. Một em tắc mác của Hàn và có hai cúc phụ đi kèm đầy đủ nhé. Vai 45, bụng 51 và dài 75. Cái tông màu này nên các chú mình mặc lên thì cũng rất là tôn da. Rất là tôn da, sáng da nhé. Mã F25. Vai 44, bụng 52 và dài 72. Vai 44, bụng 52 và dài 72. Một em sơ mi với tông nền màu xanh rất là lạ mắt này các chú này. Và một em hiệu nhà Top Ten, thương hiệu của Hàn. Form size 100 thì tương đương với form size L đấy ạ. Chất của em này thì cũng khá là dày dặn nhá. Nhưng màu xanh của nó rất là đẹp này các chú ơi. Form dáng slim fit dành cho chú mình từ 60 đến 70 cân. Thì mặc vừa đẹp em này nhá. Màu xanh rất là trẻ trung. Một em tắc mác của Hàn. Để tắc của nó còn mới lắm luôn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ. Vai 44, bụng 52 và dài 72 ạ.
em lên mã F26. Vai 48 bụng 54 và dài 73. Vai 48 bụng 54 và dài 73. Một em sơ mi màu xanh. Chất của nó sẽ là chất cốt tông, nó rất rất mềm đấy các chú ơi. Có túi ngực nhá, phần túi sẽ có cúc cài. Form size 105. Form size 105 tương đương với lại form size XXL nhá. Tuy nhiên em này cũng thuộc form dáng slim fit, dành cho chú mình thì từ 60 đến 70 cân. Mặc kiểu dáng body ấy, mình mặc mình bỏ buông ra, phong cách rất là trẻ trung. Màu xanh này cũng cực kỳ đẹp đấy ạ. Một em tắc mắc của Hàn và cúc phụ đi kèm. Đây mình có thể quan sát cái màu sắc của nó nhé. Vai 48, bụng 54 và dài 73. Độ mới trên 90% cho em nhé. Chất nó rất là mềm mại. Mã F27. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Một em sơ mi màu sắc rất là nhã nhặn, phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên. Mặc màu này thì cực kỳ phù hợp đấy các chú này. Nó sẽ phối kẻ sọc nhé. Em này form size 1, form size 95 tương đương với form size M ạ. Có túi ngực đấy ạ. Vạt nó sẽ thiết kế vạt lượn nhá. Em này thì độ mới cao, em thấy cũng không khác gì một em áo mới luôn ấy. Mới 95-97% nhá. Tắc mắc Hàn đấy các chú này. Đây mọi người thể quan sát cái màu sắc này, cực kỳ nhã nhặn, lịch sự đúng không ạ? Vai 44, bụng 52 và dài 70 ạ. Nó lên mã F28. Vai 44, bụng 48 và dài 71. Vai 44, bụng 48 và dài 71. Một em sơ mi với tông nền màu xanh và nó phối với chấm bi nhé các chú nhé. Em này hiệu của nhà Polar Ham này. Form size 100. Chất nó sẽ là 100% cốt tông. Chất này cũng khá là dày dặn nhưng mà nó cực kỳ mềm mại. Không hề sợ nóng đâu các chú ơi. Nó rất rất mềm luôn. Em này thuộc form dáng slim fit này. Vạt nó sẽ là vạt lượn. Dành cho chú mình từ 60 đến 70 cân. Mặc rất là đẹp, sang và trẻ trung cực kỳ luôn các anh chú ạ. Độ mới trên 90% cho em nhé. Đây cái tông màu của nó cực kỳ lịch sự. Một em Polar Ham của Hàn này các chú này. Hai cúc phụ đi kèm đầy đủ đấy ạ. Vai 44, bụng 48 và dài 71. Đây tông màu này nên mặc lên thì cực kỳ đẹp và sang luôn các chú nhé. Mình vừa form size này thì đừng bỏ lỡ em này ạ. Chất nó cũng siêu đẹp luôn ấy. Mã F29, vai 43, bụng 51 và dài 71. Vai 43, bụng 51 và dài 71. Một em sơ mi với tông nền màu xanh ghi nhé các chú nhé. Chất của em này siêu đẹp luôn, chất của nó giống như kiểu chất dạ ấy. Nhưng mà nó cực kỳ mềm, nó không quá dày nhé các chú nhé. Form size 100 tương đương với lại form size L, form dáng slim fit này. Mặc màu này thì cũng bao sang, bao lịch sự luôn ạ. Đằng sau của nó sẽ thiết kế hai cái đường li chít eo nhé. Chất nó siêu đẹp luôn ấy, các chú mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi thanh toán cho em nhé. Cái tông màu rất rất đẹp luôn. Đây, một em tắc mắc của Hàn ạ, Make in Việt Nam và hàng xuất Hàn nhé. Em này thì dành cho các chú mình từ 55 đến 65 cân thì mặc rất là đẹp nhé. Vai 43, bụng 51 và dài 71 ạ. Mã F30, vai 48, bụng 54 và dài 78. Vai 48, bụng 54 và dài 78 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu xanh rất là đẹp đấy các chú này. Một em hiệu Willy Quilo form size L nhá. Nó sẽ thiết kế túi ngực đấy ạ. Chất của em này thì rất là mềm mại. Vạt nó sẽ thiết kế vạt lượn này. Em này cũng thuộc form size thì dành cho các chú mình phải từ 65 đến 75 cân nhá. Một em Willy Quilo của Hàn và hai cúc phụ đi kèm đây. Cái tác của nó còn mới nguyên si đấy các chú này. Vai 48, bụng 54 và dài 78 nhé. Đây cái tông màu này thì mặc rất là nhã nhặn, phù hợp với chú mình từ tuổi trung niên ấy, từ 45 tuổi trở lên ấy. Cái chú mặc màu này cực kỳ phù hợp luôn đấy ạ. Em lên mã F31. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Một em sơ mi với tông nền màu xanh và được phối kẻ ô nhé. Đây là một em Uniqlo form size L ạ. Có thiết kế túi ngực đây. Chất của nó rất là mềm nhá. Chất cốt tông nhưng mà kiểu pha với chất dạ ấy các chú ơi. Rất rất mềm luôn. Độ mới cao nhá. Em này cũng mới 90-95% cho em. Đây, màu sắc của nó cũng rất là nhã nhặn này. Một em Uli Quilo của Hàn. Có hai cúc phụ đi kèm đầy đủ ạ. Màu sắc cực kỳ đẹp đúng không ạ? Nó phù hợp với nhiều lứa tuổi có thể mặc được em này nhá. Đặc biệt chất liệu của nó thì cực kỳ ok, mềm mại. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Mã F32. Vai 55, bụng 56 và dài 78.
vai 55, bụng 56 và dài 78 ạ. Và một em sơ mi với tông nền màu đen và được phối kẻ ô to nhé các chú nhé. Một em tag mark của Hàn Made in Korea đây ạ. Nó sẽ thiết kế túi ngực nhé. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông rất là mềm mại. Cái kẻ ô to này thì mặc cũng cực kỳ trẻ trung đấy ạ. Và nó sẽ thiết kế vạt lượn. Em này thì dành cho chú mình từ 65 đến 75 cân thì mặc đẹp nhé. Tông màu cực kỳ nhã nhặn luôn ạ. Một em Made in Korea. Độ mới cao nhé. Em này mới 90-95% cho em ạ. Vai 55, bụng 56 và dài 78 nhé. Chất thì cực kỳ mềm mại, ok nhé các chú ơi. Giá chỉ có 150.000 thôi. Mã F33, vai 48, bụng 55 và dài 79. Vai 48, bụng 55 và dài 79 ạ. Một em sơ mi phối kẻ ô, cái màu sắc của nó khá là nổi và trẻ trung ấy chú ạ. Em này sẽ thiết kế túi ngực nhé. Chất của em này sẽ là chất cốt tông và nó sẽ thiết kế kiểu nhăn nhẹ như này đây ạ. Thì nó rất là mềm mại mà không hề sợ nóng đâu ạ. Và nó sẽ là vạt lượn này. Em này thì cũng dành cho chú mình phải từ 65 đến 75 cân thì mặc vừa đẹp nhé. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ, form size L. Vai 48, bụng 55 và dài 79 ạ. Màu sắc của nó thì rất là trẻ trung các anh chú ạ. Mã F34, vai 47, bụng 56 và dài 77. Vai 47, bụng 56 và dài 77 ạ. Một em sơ mi với cái tông nền là màu trầm màu, phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên, mặc màu này nên cực kỳ sang luôn ạ. Em này phục form size 110 tương đương với form size XL nhá. Có túi ngực đây các chú ơi. Túi sẽ có cúc cài ạ. Nó sẽ là tông màu ghi tối và được phối kế họa tiết hoa này. Rất là sang luôn ạ. Chất 100% cốt tông nhá. Mềm mỏng mát. Và nó sẽ thiết kế vạt lượn ạ. Một em tăng mát của Hàn đây ạ. Màu sắc này cực kỳ sang luôn các chú ạ. Và mình mặc nó bận sơ vin này, cực kỳ sang và lịch sự nhá. Vai 47, bụng 56 và dài 77 ạ. Mã F35. Vai 48, bụng 55 và dài 74. Vai 48, bụng 55 và dài 74. Một em sơ mi phối kẻ sọc nhá. Cái tông màu rất là nhã nhặn, khỏe khoắn cực kỳ luôn. Em này hiệu của nhà Window Club này, form size 105. Có thiết kế túi ngực, phần túi cũng sẽ được may cái logo tag mark hiệu này. Chất của em này thì là chất mềm mỏng mát nhẹ nhàng các chú nhá. Vạt nó sẽ thiết kế vạt ngang ạ. Màu của nó thì rất là nhã nhặn luôn ạ. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ. Vai 48, bụng 55 và dài 74. Màu sắc rất là nhã nhặn này các chú này. Đó, phù hợp với nhiều lứa tuổi và phù hợp với nhiều màu da nhá. Da sáng màu hoặc là da tối mình có thể mặc màu này được, cũng rất là sang luôn. Mã F36, vai 46, bụng 51 và dài 72. Vai 46, bụng 51 và dài 72. Một em sơ mi với tông nền màu xanh than. Form size to ạ, form size 3XL này các chú ơi. Chất của em này thì siêu đẹp luôn. Nó có độ bóng nhẹ nhá. Và nó rất là mềm và suôn mượt cực kỳ luôn các chú ạ. Cái tông màu xanh lam này cũng rất là sang, rất là nhã nhặn. Em này sẽ thiết kế vạt lượn nhẹ một chút xíu xíu thôi ạ. Độ mới cao em thấy cũng không khác gì một em áo mới luôn ấy. Vai 46, bụng 51 và dài 72, giá 150.000. Chất nó siêu đẹp luôn, chất của nó rất là suôn mượt và mềm này. Đó, các chú mình cứ nhận hàng rồi kiểm tra, mặc thử thoải mái rồi thanh toán nhé. Mã F37, vai 46, bụng 54 và dài 75. Vai 46, bụng 54 và dài 75. Một em sơ mi với tông nền màu xanh và được phối họa tiết này đây các chú ơi. Đây, cái màu sắc này rất là trẻ trung nhá. Một em thương hiệu của Paris nhá. Chất 100% cốt tông, nó rất là mềm. Độ mới trên 90%, mới 90-95% cho em ạ. Vạt là vạt lượn này. Cái họa tiết của nó rất là nhã nhặn và đẹp. Nó có tác còn mới nguyên này các chú ơi, form size 100 nhá. Chất 100% cốt tông, nó cực kỳ mềm mại. Các chú mình mặc vào mùa hè cũng không hề sợ nóng đâu ạ. Vai 46, bụng 54 và dài 75. Em lên mã F38. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Một em sơ mi với tông nền màu xanh than các chú ạ. Hiệu của New York này, form size M nhá. Nó sẽ thiết kế túi ngực đây ạ.
chất cũng sẽ là chất cốt tông rất là mềm mại và nó sẽ vặn lượn này. Cái chất này thì các anh chú mình mặc không cần sơ vin, mặc lên rất là trẻ trung các anh chú ơi. Cái màu sắc thì phù hợp với nhiều lứa tuổi, một cái gam màu cơ bản mà ai cũng nên có nhá, cực kỳ dễ mặc tôn da. Độ mới cũng trên 90% cho em ạ, giá chỉ có 150.000 thôi. Form size M nha các chú nhá. Em này thì là tag mark của Nhật. Chất nó siêu đẹp luôn ấy. Vai 45, bụng 53 và dài 72, chất siêu mềm và đẹp các chú ạ. Em lên mã F39. Vai 51, bụng 62 và dài 83. Vai 51, bụng 62 và dài 83. Em này thì thuộc form size to đấy ạ, form size đại các chú nhá. Form size XXL này, hiệu của nhà Uniqlo nhá. Có túi ngực đấy ạ. Chất của nó thì sẽ là 100% cốt tông, rất là mềm và suôn mượt. Nó sẽ là phối màu xanh và phối kẽ sọc nha các chú ơi. Form size to dành cho chú mình từ 75 đến 85 cân. Và nó sẽ thiết kế vạt lượn này. Một em Uniqlo của Nhật các chú ơi, nó sẽ có một số mã của Nhật nhá. Chất của nó thì siêu đẹp rồi ấy. Vai 51, bụng 62 và dài 83. Độ mới cao. Đây mọi người mặc cái màu này lên thì cũng cực kỳ đẹp, lịch sự và tôn da này các chú nè. Em zoom cận chất các chú mình có thể quan sát được cái màu sắc của nó nhá. Chất thì siêu đẹp rồi các chú mình cứ yên tâm nhé. Mã F40. Vai 49, bụng 55 và dài 82. Vai 49, bụng 55 và dài 82. Một em sơ mi với tông nền màu xanh sáng nhé các chú nhé. Xanh nhạt này. Có túi ngực nhá. Chất của nó sẽ là 100% cốt tông. Nó cực kỳ mềm mại luôn ạ. Đây phần cổ nó thiết kế rất là đứng cổ mà cực kỳ lịch sự nhá. Em này thì các chú mình bận sơ vin vào. Đó, mình mặc đi chơi, đi dự tiệc đám cưới này. Rất là sang luôn. Chất của nó 100% cốt tông, rất là mềm mại nhá. Nó không giống như những cái chất hàng tàu hay là hàng các chú mình mua ngoài hiệu, ngoài chợ đâu ạ. Nó là hàng chính hãng nhá. Cực kỳ xịn sò luôn. Đó, các chú mình mua mới những cái hàng chính hãng này thì rất là đắt đỏ đấy. Đây, em này thì là tag mark của Nhật này. Còn mới đét luôn đấy các chú ơi. Vai 49, bụng 55 và dài 82 nhá. Em này thì dành cho các chú mình từ 65 đến 75 cân. Chất siêu đẹp luôn đấy ạ. Em lên mã F41. Vai 46, bụng 50 và dài 74. Vai 46, bụng 50 và dài 74. Một em sơ mi màu đen các chú ạ. Em này form size 95 tương đương với form size M nhá. Có túi ngực đấy ạ. Chất của em này thì cũng xịn sò cực kỳ. Rất là mềm, suôn mượt này. Em này form dáng slim fit nhá. Ở đằng sau nó sẽ có hai cái đường may chít eo này. Vạt là vạt lượn. Anh chú mình mặc thì bao sang, bao lịch sự luôn ạ. Đặc biệt chất của nó thì cực kỳ mềm, suôn mượt và mát mẻ nhá. Một em tag mark của Hàn. Form size M. Vai 46, bụng 50 và dài 74. Em lên mã F42. Vai 47, bụng 54 và dài 80. Vai 47, bụng 54 và dài 80. Một em sơ mi với tông nền màu xanh ghi nhá. Nó được phối kẻ ô nhí này các chú này. Tag mark may ở phần cổ này. Hiệu của nhà Lee này. Có túi ngực nhá. Cái tông màu này mặc lên thì cũng cực kỳ sang luôn. Chất của em này cũng sẽ là 100% cốt tông. Cực kỳ mềm mại. Form dáng slim fit và sẽ là vạt lượn ạ. Em này thì cũng dành cho các chú mình từ 60 đến 70 cân. Mặc em này thì mình bận sơ vin vào ạ. Màu sắc cực kỳ nhã nhặn, phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên ấy. Mặc cái tông màu này lên thì rất là sạch sẽ, lịch sự. Em này thì là tag mark của Hàn nhé, của Nhật nhé các chú ơi. Em xin lỗi, tag mark của Nhật ạ. Vai 47, bụng 54 và dài 80 ạ. Em lên mã F43. Vai 43, bụng 49 và dài 81. Vai 43, bụng 49 và dài 81 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu xanh và được phối kẽ sọc nhé. Em này cũng sẽ là 100% cốt tông. Chất của nó rất là mềm mại. Tag mark được may ở phần cổ đây ạ. Có túi ngực nhé. Nó sẽ được phối kẻ sọc màu trắng này các chú này. Màu sáng màu, mặc lên thì cũng rất là tôn da. Vạt đuôi tôm. Đuôi tôm ở đằng sau thì nó sẽ trùng hơn đằng trước khá là nhiều ạ. Tuy nhiên các chú mình cứ mặc bận sơ vin vào ạ. Em này thì cũng là tag mark của Nhật nhé các chú nhé. Chất siêu đẹp luôn ấy. Chất nó rất là mềm, mỏng, mát, nhẹ nhàng nhá. Màu sắc thì cũng rất là dễ mặc này. Vai 43, bụng 49 và dài 81 ạ. Giá 150.000 ạ. Mã F44. Vai 48, bụng 56 và dài 73.
vai 48, bụng 56 và dài 73. Một em sơ mi nó tông nền màu xanh và được phối kẻ sọc nha các chú nhá. Màu này thì rất là nhã nhặn, phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên, thích những cái gam màu trầm màu thì chọn em này. Thương hiệu của Paris này, form size 100 tương đương với form size L ạ. Nó sẽ thiết kế túi ngực đấy ạ. Màu sắc của nó rất là sang luôn. Chất của em này thì cũng khá là dày dặn nhá, nó pha kiểu chư chất cốt tông và kiểu chất dạ ấy các chú nhá. Thì các chú mình có thể sử dụng mặc vào mùa thu ấy, cực kỳ phù hợp luôn ạ. Chất khá là dày dặn, độ mới cao nhá. Cực kỳ mềm mại, vạt nó sẽ tạm vạt lượn các chú ơi. Em này thì tang nó bị mờ mất chữ nhưng mà em thấy chất liệu của nó vẫn còn ok lắm luôn ạ. Các chú mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán cho em nhé. Màu sắc của nó thì rất là nhã nhặn và sang này, phù hợp với anh chú mình ở tuổi trung niên, mặc màu này thì cực kỳ phù hợp. Vai 48, bụng 56 và dài 73. Em lên mã F46. Vai 50, bụng 59 và dài 85. Vai 50, bụng 59 và dài 85 ạ. Và một em sơ mi với tông nền màu xanh và được phối kế họa tiết kẻ ô chám như đây các chú nhé. Em này hiệu của nhà Brick House này. Logo tag mark được may ở phần cổ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông nhá. Có túi ngực đây ạ. Màu xanh sáng này, mặc rất là tôn da. Vạt nó cũng sẽ là vạt lượn ạ. Em này cũng thuộc form size to, dành cho chú mình phải từ 65 đến 75 cân. Một em tag mark của Nhật các chú ơi. Vai 50, bụng 59 và dài 85 ạ. Mã F45. Vai 50, bụng 61 và dài 76. Vai 50, bụng 61 và dài 76. Một em sơ mi màu trắng và được phối kẻ sọc nhé, với cái tông màu tím và màu xanh. Form size L ạ. Có sẽ có một túi ngực và sẽ có nắp túi và cúc cài đây. Chất của nó sẽ là 100% cốt tông. Rất là mềm mại và suôn mượt nhé. Em này thì các chú mình mặc phối với quần tây ấy, và bận sơ vin vào, cực kỳ sang luôn các chú ơi. Chất của nó siêu đẹp luôn ấy, rất là suôn mượt, mượt mà, không hề sợ nóng đâu ạ. Một em tag mark của Nhật, hai cúc, ba cúc phụ đi kèm đầy đủ. Vai 50, bụng 61 và dài 76 nhá. Mã F47, vai 46, bụng 60 và dài 78. Vai 46, bụng 60 và dài 78. Một em sơ mi với tông nền màu xanh và được phối kẻ sọc nhé. Cái tông màu này thì cực kỳ nhã nhặn luôn, phù hợp với chú mình ở tuổi trung niên ấy. Không thích những cái gam màu nổi thì mình chọn em gam màu trầm màu như này. Rất là nhã nhặn và lịch sự để các chú mình đi chơi này. Có túi ngực đây các chú nhé. Tag mark được may ở phần cổ đây ạ. Em này độ mới cũng là 90-95% cho em nhé. Vạt sẽ là vạt lượn này. Đó, các chú mình phối với quần tây và bận sơ vin vào. Cực kỳ nhã nhặn và lịch sự luôn nhé. Vai 46, bụng 50 và dài 78 ạ. Em này thì dành cho chú mình cũng từ 65 đến 75 cân thì mặc đẹp nhá. Tông màu của nó quá là đẹp đúng không các chú? Giá chỉ có 150 ngàn thôi ạ. Em lên mã F48. Vai 47, bụng 58 và dài 74. Vai 47, bụng 58 và dài 74. Một em sơ mi với tông nền màu ghi và được phối kẻ sọc nhá. Cái gam màu này thì cũng rất là lịch sự. Nó sẽ thiết kế hai túi ngực các chú ơi. Form size 100 nhé. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông mềm mỏng mát nhẹ nhàng cực kỳ. Vạt em này thì sẽ thiết kế vạt ngang ạ. Chất của nó rất là mềm mại, rất là mềm nhẹ. Đây màu sắc mọi người thể quan sát này. Cái màu của nó thì cũng rất là nhã nhặn lịch sự nhỉ. Nó cũng không quá rực rỡ nhá các chú nhá. Vai 47, bụng 58 và dài 74 ạ. Em lên mã F49. Vai 50, bụng 60 và dài 78. Vai 50, bụng 60 và dài 78 ạ. Một em sơ mi với tông nền màu xanh hiệu của nhà Uniqlo, form size XL nhá. Nó sẽ thiết kế túi ngực đấy ạ. Cái màu này thì các chú mình ở tuổi trung niên ấy mặc cũng rất là đẹp này, rất là phù hợp các chú ơi. Chất Uniqlo thì cực kỳ mềm mại. Em này cũng thuộc form size to, form size XL nhá. Dành cho chú mình phải trên 70 cân, 70 đến 80 cân. 85 cân thì cũng mặc vừa đấy ạ. Một em tag mark của Hàn, Uniqlo của Hàn có hai cúc phụ đi kèm. Độ mới cao nhá. Chất cực kỳ mềm mại luôn ạ. Mọi người cứ nhận hàng rồi kiểm tra, mặc thử thoải mái cho em. Vai 50, bụng 60 và dài 78 ạ. Giá chỉ có 150 ngàn. Mã F50. Vai 46, bụng 57 và dài 74. Vai 46, bụng 57 và dài 74. Một em sơ mi phối kẻ ô nhá.
Em này thì sẽ có hai túi ngực hai bên này các chú ơi, form size 100 ạ. Vạt nó sẽ là thiết kế vạt ngang, chất nó mềm mỏng mát nhẹ nhàng nhá các chú nhá. Màu sắc của nó đẹp, màu này thì cũng rất là nhã nhặn này. Nó không quá rực rỡ đâu các chú ạ. Chất mềm mỏng mát cực kỳ luôn ạ. Tăng mác và cúc phụ đi kèm đầy đủ. Vai 46, bụng 57 và dài 74. Như vậy là hôm nay em có lên tổng là hơn 50 mã áo sơ mi dài tay, chủ yếu là hiệu của Hàn và một số mã là hiệu của Nhật. Người theo dõi video của em có yêu thích sản phẩm nào thì nhanh tay liên hệ cho bên em để em được chốt đơn cho mọi người ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại.